vào lúc 2 giờ ngày 23 tháng 11, trong lúc tuần tra, trạm kiểm soát giao thông huyện Diễn Châu đã phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 18B10397 vận chuyển 700 kg sản phẩm động vật đã qua giết mổ đang bốc mùi hôi thối. Lái xe Nguyễn Văn Trung, trú tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên. Trạm đã lập biên bản, bàn giao tang vật cho trạm chăn nuôi thú y huyện Diễn Châu xử lý theo quy định. Sáng 23 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng đối với Lê Văn Thắng, sinh năm 1991, trú ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương. Theo cáo trạng, chiều ngày 25 tháng 10, biết Thắng đi chơi với bạn nên anh trai là Lê Văn Dũng đi tìm. Nghĩ em trai tái sử dụng ma túy nên Dũng quát nạt, hai bên xảy ra xô xát. Thắng vớ được một chiếc dao, vô tình đâm chết anh trai. Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Đình Thắng 9 tháng tù giam. Được biết, Thắng mới ra tù sau khi chấp hành án phạt 2 năm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an huyện Diễn Châu đang hoàn tất hồ sơ xử lý tang vật và hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển pháo trái phép. Trước đó vào tối 22 tháng 12, Công an huyện Diễn Châu đã phát hiện và bắt giữ Hoàng Văn Giang, sinh năm 1985, trú ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, khi đang tàng trữ 11,2 kg pháo nổ. Tiếp đó, Công an huyện Diễn Châu cũng phát hiện và bắt giữ Phan Văn Trung, sinh năm 1997, trú ở xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, có mang theo hai hộp pháo với khối lượng 4 kg.